Rồi, xin chào, chúng ta lại gặp lại nhau. Khán giả của Sport, chủ tịch Giang Đông đã xuất hiện. Vừa rồi thì đội tuyển U22 Việt Nam đã kết thúc buổi tập chiều ngày 27 tháng 7, kéo dài 2 tiếng từ 18:30 đến 20:30. Và giờ thì các cầu thủ đang thả lỏng trước khi đại diện của một cầu thủ sẽ ra trả lời phỏng vấn truyền thông. Vừa rồi thì phóng viên của Sport có gợi ý cho huấn luyện viên Đức Thắng là mời Quang Hải ra để trả lời, và chúng ta sẽ cùng chờ xem có đúng là Quang Hải sẽ đại diện cho anh em cầu thủ xuất hiện trong buổi trả lời phỏng vấn sau ngày tập 27 tháng 7 hay không. Nào, tóm tắt một chút về ngày tập hôm nay, buổi tập kéo dài 2 tiếng. Buổi tập ngày hôm nay thì các cầu thủ hoàn thành khá là nhanh phần khởi động trước buổi tập, chỉ mất tầm khoảng 15-20 phút thôi để các cầu thủ làm nóng cơ thể trước khi dành phần lớn thời gian ngày tập hôm nay để rèn kỹ chiến thuật. Ở phần đầu thì là màn khởi động, và sau đó là những bài tập dứt điểm. Có hai nội dung tập dứt điểm. Một là những tình huống căng ngang để các tiền đạo bên trong như là Đức Trinh, Thanh Bình hay Tuấn Tài chờ sẵn di chuyển để băng cắt đánh đầu, dứt điểm bằng chân. Và hai, đó là những tình huống sút xa trong cự ly tầm khoảng là 20 cho đến 25 mét. Những cầu thủ thực hiện với tỷ lệ thành công, có nghĩa là trúng khung thành thôi, mình cứ tính là trúng khung thành trước, thì có trường hợp của Xuân Trường là người thực hiện khá tốt những tình huống sút xa, nhưng bàn thắng thì lại không thường xuyên được ghi. Trong khi đó những cầu thủ khác thì ví dụ như là anh Tài chẳng hạn, thì lại những cú dứt điểm của Tài lại rất tiếc là không đi trúng đích. Bài tập dứt điểm thì kéo dài từ khoảng 15 phút. Và nội dung chính của ngày tập hôm nay, của buổi tập ngày hôm nay, đó là bài tập đối kháng. Có 2 hiệp, mỗi hiệp 30 phút. Tỷ số chung cuộc đó là 1-1. Cả hai bàn thắng đều được ghi trong hiệp 1 của buổi đá đối kháng. Những người ghi bàn lần lượt là Tuấn Tài và Hà Đức Trinh. Hà Đức Trinh ghi trước và Tuấn Tài gỡ hòa 1-1. Có hai đội hình thì theo quan sát của chúng tôi, những người mà áo màu xanh, những người mà có mặt trong đội hình xuất phát ở trận đấu gần nhất gặp U22 Hàn Quốc, gồm có thủ môn là Bùi Tiến Dũng, hậu vệ trái Văn Hậu, hậu vệ phải Văn Thanh, cặp tiền vệ là Bùi Tiến Dũng của Viettel, Hoàng Văn Khánh. Những cầu thủ đá tiền vệ và tiền vệ phải của Văn Toàn, tiền vệ trái có Hồng Duy, cặp tiền vệ trung tâm lúc đầu ban đầu hiệp 1 thì là Duy Mạnh và Xuân Trường, hỗ trợ cho tiền đạo cá cao nhất Tuấn Tài là Công Phượng. Sau khi hiệp 1 của trận đối kháng kết thúc thì huấn luyện viên Đỗ Thắng có sự thay đổi người khi mà tung Tuấn Anh vào thay cho Xuân Trường để đá cặp với Duy Mạnh ở trở thành bộ đôi tiền vệ trung tâm của U22 Việt Nam. Sau đó khoảng 15 phút thì đến lượt Duy Mạnh để rút ra sân để hợp với cả Tuấn Anh và có Xuân Trường là cặp tiền vệ trung tâm. Đây cũng chính là những người đá chính ở trận đấu gặp U22 Hàn Quốc cách đây ít ngày. Công Phượng đâu? Công Phượng đang thả lỏng cùng với cả các thành viên khác trong đội. Ed, ăn gì chưa? Cảm ơn bạn Thiên Bình đã hỏi thăm. Với chúng tôi thì công việc là trên hết. Các bạn vui, các bạn no, các bạn cảm thấy thoải mái và thỏa mãn với buổi livestream của chúng tôi thì đó là thực phẩm, đó là dinh dưỡng dành cho những người đang làm on-sport. Tại thì có 3 cầu thủ đang thả lỏng bên ngoài. Số 7 cầu thủ đang đứng đó là Đức Huy, thủ môn mặc áo vàng đó là Phí Minh Long, và người đang có tư thế duỗi chân lên cao đó là Nguyễn Phong Hồng Duy.
Hiện tại thì On Sport đã cố gắng để có thể mời các tuyển thủ U22 Việt Nam lên tham dự chương trình cà phê. Thế nhưng ở thời điểm này là các cầu thủ đang dồn toàn lực tập trung tối đa cho nhiệm vụ trước mắt. Thứ nhất đó là trận gặp các ngôi sao V-League và xa hơn nữa đó là những trận đấu tại SEA Games. Nên ban huấn luyện muốn để cho các cầu thủ dồn toàn tâm toàn ý, toàn sức toàn lực để cho nhiệm vụ quốc gia. Đức Huy thì chưa khỏi hẳn đâu, Đức Huy vẫn phải cần có thời gian để bình phục chấn thương. A Hoàng của Hoàng Gia Lai thì cũng đã bắt đầu tập hồi phục rồi. Cách đây 2 ngày thì bạn đã xuất hiện ở trên trang Facebook với những bài tập ở trong phòng gym. Xin chào Chủ tịch Hội Cổ động viên VFS, anh Trần Hữu Nghĩa. Một cổ động viên cực kỳ là nhiệt thành, một người dù tuổi cao nhưng độ máu lửa, độ cuồng nhiệt thì chắc là các bạn trẻ còn phải học hỏi rất nhiều về tình yêu mà Chủ tịch VFS Trần Hữu Nghĩa dành cho các đội tuyển từ Futsal cho đến bóng đá 11 người. Trong khi chúng ta vẫn đang chờ Đức Huy bình phục chấn thương để trở lại thì sau đây 2 ngày nữa, tức là thời điểm mà trận đấu giữa đội tuyển Việt U22 Việt Nam và các ngôi sao V-League diễn ra, thì chúng ta sẽ chào đón sự trở lại của chuyên gia thể lực Martin Falken. Ông sẽ có mặt tại Nội Bài theo giờ dự kiến là 17 giờ chiều. Chính xác là 5 giờ sáng. 14 giờ chiều ngày mai thì Martin Falken sẽ bay từ Đức và chuyến bay sẽ có mặt tại sân bay Nội Bài lúc 5 giờ sáng ngày kia. Ngày mai thứ 6 theo lịch thì Cà phê On Sport sẽ mời đại diện của những hội cổ động viên bóng đá quốc tế đang hoạt động tại Việt Nam sẽ tham dự chương trình. Như lúc nãy chúng tôi có chia sẻ thì sau khi mà hai đội tập đối kháng xong thì phóng viên của On Sport lại gần huấn luyện viên Hữu Thắng và hỏi là hôm nay sẽ phỏng vấn ai. Huấn luyện viên Hữu Thắng cũng đang cân nhắc, thì chúng tôi đã gợi ý rằng là hôm nay tôi thấy rằng là Quang Hải thi đấu khá là ít, thời gian trên sân ít hơn, thế nên rằng là có lẽ là thể lực và sự chuẩn bị của Quang Hải sẽ đầy đủ hơn so với những cầu thủ khác thi đấu cả hai hiệp đối đấu kháng. Và chúng tôi đã gợi ý cho huấn luyện viên Hữu Thắng là mời Quang Hải. Công Phượng thời gian này huấn luyện viên Hữu Thắng cũng như là ban huấn luyện muốn Phượng tập trung để tập luyện và thi đấu. Không, thời tiết lúc này cũng giống như là khi đội tuyển đến có mặt tại sân Mỹ Đình thì là thời tiết vẫn rất là ổn, trời mát dịu, không hề oi bức tí nào. Chúng tôi có mặt ở trên sân nhưng cũng không bị cảm giác là toát hết mồ hôi, thời tiết rất là dễ chịu thôi. Theo lịch thì ngày mai 11 giờ 10 phút thì đội các ngôi sao K-League sẽ có mặt tại sân bay Nội Bài, di chuyển về khách sạn, và theo lịch dự kiến thì họ sẽ tập từ lúc 18 giờ cho đến 19 giờ. Và đây cũng là khung giờ trùng với cả kế hoạch tập luyện của đội tuyển U22 Việt Nam. Bởi vậy mà theo sự chia sẻ của huấn luyện viên Hữu Thắng với cán bộ truyền thông của liên đoàn thì rất có thể đội tuyển của chúng ta tập sớm hơn họ một tiếng, có nghĩa là từ 17 giờ đến 18 giờ. Vì khung giờ 19 giờ 20 giờ thì lại hơi muộn cho các cầu thủ. Sau đó thì họ còn phải chờ về khách sạn tắm rửa, ăn uống và nghỉ ngơi. Thế nên là rất có thể buổi tập chiều mai, buổi tập cuối cùng của đội trước khi bước vào trận đấu gặp K-League Star thì đội sẽ tập lúc 17 giờ tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Trận giao hữu với các ngôi sao Hàn Quốc thì sẽ diễn ra lúc 20 giờ. Trận đấu này sẽ có trực tiếp trên kênh VTV6. Xin được nhắc lại là On Sport luôn cố gắng truyền tải và mang tới những thông tin đầy đủ nhất, kịp thời nhất, thời sự nhất, nóng bỏng nhất, chi tiết nhất
Vậy nên là buổi họp báo kỹ thuật vào chiều ngày mai chúng tôi sẽ không thể có mặt được. Sẽ có mặt trong buổi họp báo kỹ thuật, rồi thì di chuyển ra sân Mỹ Đình để quay diễn biến của cả hai đội là Felix Stars và U22 Việt Nam rèn quân làm quen với sân trước khi bước vào trận đấu chính thức. Các cầu thủ chắc chắn rằng là trước khi đến với cả sân vận động Mỹ Đình để tham gia buổi tập chiều nay thì họ đã phải ăn nhẹ rồi. Họ đã phải ăn nhẹ ở khách sạn rồi thì họ mới có sức. Okay, can you stand in front of my camera? I will speak to you. Why you are very handsome? Don't be shy, okay? I'm not sure. Today I just chat with this afternoon and tomorrow at 2 p.m. he start his flight coming back to Vietnam. I know we call every day. All right. Keep in touch every day. Every right? day. Very close friends. Very close friends. Đoạn trao đổi ngắn của tôi với cả chuyên gia quản lý trị liệu là Pablo. Câu chuyện của chúng tôi thì nói về Martin. Martin thì chiều mai sẽ bay về từ Đức, và họ những chuyên gia người Đức sẽ tái ngộ với nhau tại đội tuyển U22 Việt Nam vào ngày kia. Trong khi đó thì ông giám đốc kỹ thuật là Jürgen thì vẫn đang trong kỳ nghỉ. Cả Jürgen và cả Martin thì quãng thời gian vừa qua vừa trở về Đức để gia hạn bằng Pro License. Bằng chỉ có giá trị trong vòng 3 năm, và sau 3 năm thì các chuyên gia lại phải trở lại để gia hạn, nếu không thì bằng sẽ hết giá trị và họ sẽ phải học và thi lại từ đầu. Ok, Ed nói tiếng Anh như gió, từ nào khó thì là tiếng Việt, gì đâu, đơn giản mà. Nào, chúng ta chuẩn bị sẵn sàng để chờ đón thành viên đại diện cho tập thể U22 Việt Nam sẽ tham dự buổi trả lời truyền thông ngay ở trên sân. Chúng tôi đang hồi hộp là không biết rằng là kết quả gợi ý cho huấn luyện viên Đức Thắng về trường hợp của Quang Hải trả lời phỏng vấn có đúng hay không. Tôi đang quan sát thì Hải đang xách ba lô chuẩn bị đồ đạc. Mong rằng là dự đoán của chúng tôi sẽ chính xác. Xem nào, chúng tôi vẫn đang theo dõi nhất cử nhất động của Quang Hải. Hải là một cầu thủ rất có cá tính, lém lỉnh, thông minh và hoạt ngôn. Hải, như các bạn đã biết thì đã từng tham gia cà phê On Sport của chúng tôi. Và ở cái độ tuổi 20 thì Hải cho thấy sức bản lĩnh khi xuất hiện trước ống kính trực tiếp để trả lời. Như vậy là Quang Hải đã xuất hiện, đang tiến lại gần hơn với các ống kính truyền hình, đang đi theo cán bộ truyền thông của liên đoàn. Và giờ thì chúng ta sẽ dành thời gian để có cuộc phỏng vấn nhanh với Quang Hải sau khi buổi tập kết thúc. Ai có những câu hỏi nào muốn nhanh chóng đặt cho Quang Hải thì hãy tương tác với chúng tôi. Hôm qua thì Xuân Trường cũng nói cũng có những cái tham mưu nhất định về đội tuyển K-League Star rồi. Với Quang Hải thì chắc là mình cũng chưa có nhiều kinh nghiệm với cả đội Quốc Đông, nhưng mà theo Hải thì lối đá nào và đội hình nào của chúng ta sẽ phù hợp để đá với cả đội bóng mạnh như thế? Em nghĩ là với đội bóng mạnh như đội tuyển K-League Hàn Quốc thì chắc chắn là sẽ phải một đấu pháp hợp lý của huấn luyện viên Đức Thắng.
em chưa để biết. Theo Hải thì 4-1, 4-1, 2-4, 2-3-1 sẽ phù hợp hơn. Quan điểm cá nhân thôi. Câu hỏi khác. Đấy là hỏi không? Hỏi nhanh. Khi đối đầu với cầu thủ to cao thế thì Hải có cảm giác tâm lý có chút run sợ không? Em nghĩ là được thi đấu là một trải nghiệm với em. Các cầu thủ cao to thì em nghĩ là em sẽ thu được nhiều kinh nghiệm ở thi đấu. Mỗi trận đấu là một thế trận khác nhau. Nhưng mà cách đây mấy ngày thì chúng ta gặp các đại diện của Hàn Quốc, đại diện trẻ đúng không? Và giờ thì chúng ta gặp những người bản lĩnh hơn, dày dặn trận mặc hơn. Vậy thì cái vai trò của những cặp tiền vệ trung tâm nó vai trò nó quan trọng như thế nào? Những cặp tiền vệ trung tâm của đội tuyển. Vai trò của các tiền vệ trung tâm đóng vai trò quan trọng. Then chốt của đội bóng để cầm nhịp lối chơi, tạo thế trận lên. Còn khả năng hỗ trợ phòng ngự từ xa thì sao Quang Hải? Từ xa thì em nghĩ là chúng ta phải tập trung thật là tốt nếu muốn có được thế trận tốt. Câu hỏi khác. Không coi là có chứ, nhiều lắm, để anh em hỏi, hôm nay em hỏi hết anh em lại bảo tham lam. Đến ngược nhá. Thôi đừng anh. Quan sát ở trận đấu gặp Hàn Quốc thì với góc nhìn của một khán giả thôi thì chúng ta thiếu đi một tiền vệ đánh chặn có thể hỗ trợ phòng ngự từ xa. Quang Hải có nghĩ là như vậy không? Em nghĩ là nếu mà mọi người xem thì mọi người sẽ thấy là đội họ áp đặt lối chơi lên mình chơi khá là tốt. Rất là nhiều vị trí chứ không phải riêng là tiền vệ đánh chặn. Với cá nhân Quang Hải, một cầu thủ thi đấu chuyên nghiệp ở V-League rồi thì theo em thì làm thế nào để khắc phục lại được và hóa giải được điều đấy? Em nghĩ là chỉ có cách là mình chọn một người hợp lý thôi để phù hợp với chiến thuật của trận đấu đó. Ngày hôm nay kín tiếng thế, hỏi gì đi. Thì theo Hải nghĩ thì chúng ta sẽ học được những cái gì khi mà đối đầu với người sao thế từ bóng đá của những đấu đầu châu Á. Em nghĩ là mình sẽ học được rất là nhiều về cách chơi, về chiến thuật. Nói chung là về mọi thứ mình sẽ học hỏi rất là nhiều. Em có thể nói cụ thể hơn cái chiến thuật. Thì đội Hàn Quốc còn nổi tiếng về châu Á về cái thể lực cũng như cái tốc độ của họ. Thì em nghĩ chúng ta cần phải làm gì để có thể hạn chế được những cái điểm mạnh đấy? Em nghĩ là mình cần phải kiểm soát được bóng, là mình chơi theo cách của mình. Ai không nghe anh nhỉ? Mày quá. Đi làm luôn. Tặng anh đi anh này. Tặng điện. Được ạ. Rồi xin cảm ơn bạn nhé. Chưa đâu vào đầu tặng điện. Có lẽ hồ tặng điện rồi. Cặp xong. Quang Hải cũng là những hình ảnh cuối cùng của buổi live stream ngày hôm nay của OnSport, buổi tập của đội tuyển U22 Việt Nam. Quang Hải đã ra về, các thành viên khác của đội tuyển U22 Việt Nam cũng đã ra về. Chúng tôi cũng sẽ trở về để hoàn thành những công việc khác cho Bóng Đá TV, cho Thể Thao TV. Và ngày mai thì sẽ không quên thực hiện buổi live stream họp báo kỹ thuật những buổi tập của U22 Việt Nam cũng như là V-League Stars. Và chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau trong buổi live stream vào chiều mai. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn sự quan tâm, sự đồng hành của các bạn trong suốt 2 tiếng vừa qua. Thì do điều kiện không cho phép thì nên là chúng tôi không thể quay được nhiều hơn, không thể quay được những buổi tập kỹ chiến thuật. Đó là yêu cầu từ VFF và chắc hẳn là các bạn đã quen với điều đấy. Thôi thì chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau vào ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.